nếu mà tôi thuộc, tôi chứ còn không ai làm được. Dạ. Ừ. Chắc là chỉ có khi nào mà có người xuống thăm muốn quay tóc như như bọn con đang làm ấy thì. Từ trên bàn lâm con cháu họ rồi tôi ngồi tôi quấn vô. Nè, phải nó bung ra nè, tôi lấy chỉ luôn khống nó lại bớt cho để tôi tùm lum. À, ông buộc như thế này đây. Có còn cháu chưa theo tôi không làm nữa mệt. Dạ. Tôi làm có một mình mệt. Không theo sao, chỉ là về mãi rồi con thứ sáu đó. Nó là số nước gì nó tép chợ. Ông đội hết lên trên đầu này nó có nặng đầu đâu. Nóng không nhỉ? Vã mồ hôi đấy. Bởi vì bịt được đổ mồ hôi vậy. Mệt chứ. Nhưng mà ông vẫn để tóc như này được gần 70 năm rồi. Chứ sao, tuổi 90 còn mình còn nhỏ, mình còn chưa có vào đường tu hành Phật đâu, có chưa chứng mà. Là hết cái gian sang cầu nguyện hòa bình rồi mới được đó chứ. Mấy ông kia cũng vậy, tu trong kẹt núi trong được. Ở trải nó hội á, có con cây cộng đồng già vậy nè, cũng ở trên bãi núi chỗ chùa chỗ núi Sượng. Dạ. Kêu còn ông tổng đồng. Cái ông đang chùm đầu đó, ông cũng tự may đấy hả ông? Hả? Ông tự may đấy hay là mua đâu? May mướn thợ may nó may. À. Nó may một cái sợi dây thun luồn vô. Thun luồn vô nè. Đây. Xong ông chùm lên là xong. Ừ. Ông có cái gương ông soi lại này. À, coi đang đem vô cho hết. Không có thiếu, đâu có đem được. Đâu có gà đám khỉ gì. Nó còn lòi ngoài. Gọi hai cái nọ trùm vô chân luôn. Chùm hết như này thì nó có nóng lắm không? Không. Tại vì như bọn con ấy nó đổ để tóc biết. Dài dài một xíu rồi thấy nó đầu nó nóng lắm rồi. Nên à, đầu để... đầu nóng lắm ạ. Bởi vì nó dồn xuống con người nóng lắm. Nên là ông người nó gầy đúng không? Ờ, nóng lắm. Nóng rồi thì ông uống có nhiều nước không? Nhiều, uống nước mát chứ uống nước nóng không uống được. Dạ. Ông có uống nước đá không hay là uống nước đun sôi để nguội thôi? Uống chỉ một hai chút về thôi chứ uống vô cái bị viêm lưỡi à. À. Nó kỵ xui cái đó. À. Chứ phải được họ uống được. Nhiều người họ uống cả ký này tới ký kia họ không thấy không sao hết trơn á. Tôi uống vô cái nó viêm lưỡi. Dạ. Ông ơi, ông cho con hỏi là bây giờ mình sống cái cuộc sống như này này thì ông có thấy nó khó khăn lắm không? Hay là ông có cần trợ giúp gì không? Thì mình sự hành đạo mình dưỡng với mình là được chứ cũng không có thấy khó khăn gì không. Cũng được là theo cái sức khỏe của mình á. Dạ. Ở đây thì mình sinh hoạt ăn uống có thiếu thốn đúng không? À, thiếu một việc thiếu mà đều có con lo. Có con lo. Dạ, có con cháu nhà đằng trước. Lúc nãy con đi vào đây con hỏi đường thì đó. Cô cũng nói là đệm này nó mua nè. Dạ, đây đệm là giường này của Trường Thiện nè. Dạ. Giường sắt đó. Đây để một giường của ông đây. Rồi, nắm ra. Dạ. Ra này uống nước cho khỏe. Dạ. Một ngày ông ăn có một bữa thì có đói không không? Đây nhớ này. Sắc nét luôn hả? Chị hỏi cũng như con cháu vậy. À. Con khi con tới trước khi con tới đây thì con cứ sợ là ông không không tiếc dạ. Ông không cho quay cái bộ tóc thì nhưng mà khi mà tới thì con thấy ông cũng khá là thoải mái để chia sẻ với cái bộ tóc của ông. Không có đâu, mới đây là 24 cái máy này, 24 về máy này quay ông đầy đang khung nó trăm cái bằng cũng như tay chỗ này vậy đó. Dạ. Lâu chưa ông?
nó chừng cỡ một tròn một tháng đi. Tròn một tháng. 24 cái máy. 24 cái máy. Xe lớn đậu trên lộ ngang tỉnh á. Ông có biết là cơ quan nào xe không? Xe 12 chỗ ngồi nó lùi nó chở xuống hai xe 24 người. Dạ. Chứ xe lớn không được xuống gọt tới đây. Đúng rồi. Thì động ngoài kia thôi. Động ngoài kia. Okay. Rồi cách tuần lễ bảy bữa sau. Tan là Đài Loan già không? Thái Lan. Đài Loan già không cụ không? Cái thằng đó hướng dẫn là nó dẫn xuống, cái thằng mặt tròn hướng dẫn cười đó có gặp nó không? Nó làm nó lấy tiền hả? Tên gì không? Không sợ gì lắm. Chơi tôi có ghi nhà báo. Thằng đó. Dạ. Cái là bữa đó là Đài Loan cho tiền đâu chứ là nó không cho. Nó hành hướng dẫn nó lấy tiền của mấy ông đó khi rồi việc rồi không chừng nó không biết được nhiều xu không biết. Dạ. Nó hướng dẫn mà. Cái bộ tóc này thì khi mà ông để dài như vậy thì cái cuộc sống hàng ngày mình nó có bị cản trở hay vướng bận gì không? Không có, tôi dưỡng là khi tắm rửa rồi dưỡng sức khỏe rồi tôi nằm nó tôi cũng quạt đâu phải lúc này là đuối rồi mệt rồi tao không tiếp nữa mà con cháu giờ còn lấy chót là con nữa hồi nào giờ con có quay ông mấy lần hôm nay con mới tới lần đầu tiên à? Thôi vậy thì phải cho con tới lâu lắm à con định tới lâu lắm rồi nhưng mà con hôm nay con mới xuống được vậy hả? Dạ hôm nay cũng là cái duyên thì mới tới được đây đó con làm cho nhà báo nào con là bên VTC ạ đài VTC hả dạ đây đài VTC được nói ra hết cả nước dạ đúng ông ở đây thì ông có hay đi ra ngoài phố cái ngoài xã ngoài huyện đi thăm thú hay đi chơi đâu không hay là ông ở nhà thôi không có ai rước đi theo lên núi thì đi có xe đem lại rước đi đi chung với phái đoàn vậy đó. Dạ. Trong cái phái đoàn của ông quen ông đó. Dạ. Nó đi rước ông, chỉ đi qua bên Bảo Lộc, có dạ. Qua Bình Lộc. Bảo Lộc Lâm Đồng có ông cố rồi đó. Dạ. Với cái bộ tóc như thế này á thì ông còn tính để dài nữa hay là ông có cái tính cắt hay như nào? Không có đâu, giờ tới đây là đầy đủ sức thỏa mãn rồi đó. Chứ còn sợ nó ra nữa bắt quá là ra thêm chút nữa thôi. Để ông coi đem hết thì đem chứ mai cái trăng hơi bự hơn chút thôi chứ không bự nữa họ coi nó không đẹp không làm nữa không cho nữa. Là cũng hết rồi cũng nhà báo cũng hết rồi đăng lên có lên mạng rồi hết rồi mà dạ đúng rồi thông tin của ông thì cũng có nhiều trên lên mạng đó con cũng đọc nói báo trên mạng con mới biết nói em sáng tóc dài đó dạ. Rồi tôi căng đứng chỗ đây nè để vô lấy cây gậy cây tu ba ông ba cây gậy nè ba cây gậy để thờ chứ không dám đem đi vợ mất ba cây gậy để thờ bàn. Ông năm nay 91 tuổi rồi đó để chỗ bàn thờ bác Hồ này không dám đem đi sợ quên rồi mất dạ. Cái gậy này là cũng là cây tre đúng không? Cây tre kiển ở núi Sam cho của ông già của thằng đó. Ông già thằng đó mãn rồi nó biết dạ. Tôi thờ cái cả. Rồi nó cho cái gậy đó. Dạ. Nó thờ hai cái ông đứng trong cái vách đó. Ông dạ. Hai. Ông ở đất nào rồi đó. Giờ nó ngồi núi Sam tỉnh. Ông cẩn thận ạ. Cái bụi tre này có lâu chưa ông? Cũng 50 năm. 50 năm rồi. Tôi về cái tôi hạ thổ bụi tre kiển đó. Thế là ông cũng sống ở đây 50 năm rồi? 50 năm. Đất đồ của tôi hồi tôi bỏ đi qua cầu nguyện và bên mà. Dạ. Bây giờ tôi về phục vụ cho quê hương thủ quyền Cẩm Thọ. Dạ. Ở đây con rạch ngoài này nó có nước nó có sạch không? Con thấy người ta vứt cái bao gì hướng này này. Thôi không có xài được đâu thấy dạ. Vậy biết rồi họ không giữ vệ sinh cho tất cả chung con đường nước đây vô tới cầu Long Đỉnh dạ. Quốc lộ đây ra tuốt cái sông Cửu Long dạ. Mà họ làm vậy á bởi tôi đâu có xài nước mưa còn nước mà bán cây khoáng đỉnh á thì họ mua một người bình bự rồi họ để về họ uống cho họ chứ tôi không có mua tôi xài nước mưa ông xài nước mưa thôi bắt ghế nó ung khói như thế này chụp hình hôm làm gì không nó ung khói Trường Giang ung khói rồi nó chụp hình đây
Đây đây đây đây. Hồi nãy không lấy ghế ra ngồi, nó lấy ghế ra ngồi nữa. Dạ thôi cũng được phải không ạ? Ngồi ngoài này muỗi ra. Đây là vườn nhà mình hết hả ông? Ờ. Thằng này thì ông có đi ra đây thường xuyên nữa hay không, hay là ông ở trong nhà thôi? Chú còn cái nhà ở ngoài cây me bự ngoài đó. À. Chỗ có cái miệng cổng chùa đó, chỗ ra xe chở đầu đó. Dạ. Nhà tôi tại đó, tiệm cưa tại đó luôn. Dạ. Tiệm cưa thằng Út đó. Dạ. Của là con trai Út ông. Út đó. Ông sống ở đây như thế này thì các con có nói gì không? Các con có bảo là thôi ông về nhà ở với con, không, ông đừng không, ở đây. Nó biết hồi nhỏ cho lớn. Nó nhờ ai? Nhờ con trẻ ai? À. Nó không có dám. Tức là các con nói chung là cũng được hưởng phúc từ cái việc mà ông tu hành đúng không? Nó được nhờ cái hạnh đức thôi. À đây. Cũng như con cháu mà nhờ bác hộ. Dạ. Đây đây đây. Ông chắc là mình đi vào thấy không? Đi mình đi vào đi không? Hả? Mình đi vào nhà đi. Ôi. Cái chỗ tóc này chắc phải đến 2 3 cân đúng không nhỉ? Hả? Chắc phải đến 2 3 ký đúng không nhỉ? Chắc là phải 2 ký. Để để từ từ ông dựa vào con xuống này. Đi. Thôi được nhá, để xuống. Dựa cái từng cục. Dạ dạ. Đấy là mình cũng đi tham quan cái vườn của ông này. Thôi ông ngồi xuống thì đỡ mệt đúng không ạ?